Sáng ngày 3 tháng 11 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 15 vị hồng y và 137 giám mục đã qua đời trong 12 tháng qua, trong đó có 3 giám mục Việt Nam. 3 giám mục Việt Nam là Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên giám mục Nha Trang, qua đời ngày 2 tháng 2 năm nay. Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, qua đời ngày 1 tháng 3. Và Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, nguyên giám mục Thái Bình, qua đời ngày 5 tháng 10 vừa qua. Và sau đây là nguyên văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco. Buổi cử hành hôm nay một lần nữa đặt ra trước mắt chúng ta một thực tại về cái chết. Buổi cử hành này đổi mới nỗi buồn sầu của chúng ta vì sự mất mát người thân yêu và tốt lành với chúng ta. Nhưng quan trọng hơn, phụng vụ làm gia tăng niềm hy vọng của chúng ta đối với họ và đối với chính bản thân chúng ta. Bài đọc thứ nhất diễn tả một niềm hy vọng mạnh mẽ vào sự phục sinh của người công chính. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Những người yên nghỉ trong bụi đất rõ ràng là người chết, nhưng thức dậy từ cõi chết thì tự thân nó không phải là một sự trở lại với sự sống. Một số sẽ thức dậy để hưởng sự sống đời đời, những người khác phải chịu tủi hổ muôn đời. Sự chết tạo ra những ngã rẽ quyết định mà thậm chí ngay bây giờ trong thế giới này đang đặt ra trước mắt chúng ta, con đường của sự sống với Thiên Chúa hay con đường của sự chết xa lìa khỏi Ngài. Con số nhiều người sẽ sống lại để hưởng sự sống đời đời được hiểu là nhiều người mà vì họ máu của Đức Kitô đã đổ ra. Họ là con số đông đảo nhờ sự tốt lành và lòng xót thương của Thiên Chúa có thể kinh nghiệm được sự sống không còn qua đi nữa, sự vinh thắng hoàn toàn khỏi cõi chết mà sự phục sinh đã mang lại. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu củng cố niềm hy vọng bằng việc Ngài nói: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Những lời này nhắc lại sự hy sinh của Đức Kitô trên thập giá. Ngài đã chấp nhận cái chết để cứu những người mà Chúa Cha đã ban cho Ngài, những người đã chết trong sự nô lệ của tội lỗi. Chúa Giêsu trở thành người anh của chúng ta và chia sẻ thân phận con người của chúng ta, thậm chí là đến chết. Bởi tình yêu của Ngài, Ngài đã xé nát cái ách của sự chết và mở ra cho chúng ta những cánh cửa của sự sống. Bằng việc tham dự vào thân mình và máu của Ngài, chúng ta được hiệp nhất trong tình yêu trung tín của Ngài, một tình yêu ôm lấy sự vinh thắng quyết định của sự lành trước sự dữ, đau khổ và sự chết. Ngàn qua mối dây liên kết thánh này của lòng bác ái của Đức Kitô, mà chúng ta biết rằng tình nghĩa của chúng ta với người chết thì không chỉ thuần túy là một ước mong hay một ảo tưởng, mà là một thực tại. Đức tin mà chúng ta tuyên xưng và sự phục sinh giúp chúng ta là những người nam nữ của niềm hy vọng, chứ không phải là tuyệt vọng. Những người nam nữ của sự sống, chứ không phải là sự chết. Vì chúng ta được an ủi bởi lời hứa sự sống đời đời, đặt nền tảng trong sự hiệp nhất của chúng ta với Đức Kitô phục sinh. Niềm hy vọng này được thắp lên ở nơi chúng ta bởi lời của Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta tin tưởng khi đối diện với cái chết. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rằng sự chết không phải là tiếng nói sau cùng. Thay vào đó, tình yêu thương xót của Chúa Cha làm cho chúng ta biến hình và làm cho chúng ta sống trong sự hiệp thông vĩnh cửu với Ngài. Một dấu ấn nền tảng của Kitô giáo là một cảm thức về một sự mong đợi lo âu về cuộc gặp gỡ sâu cùng của chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta tái khẳng định điều đó ngay bây giờ
trong bài đáp ca. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhang? Những lời mang đậm chất thơ này, một cách cảm động, truyền tải lòng khao khát đầy căn phòng và mong đợi dành cho tình yêu, vẻ đẹp, niềm hạnh phúc, sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cùng những lời này của Thánh Vịnh đã được in dấu trên linh hồn của các anh em Hồng Y và giám mục của chúng ta, mà hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến. Các ngài đã rời bỏ chúng ta sau khi đã phục vụ giáo hội, và người dân đã được ủy thác cho các ngài trong sự mong đợi vĩnh cửu. Như giờ đây, chúng ta cảm ơn các ngài về sự phục vụ đại lượng của các ngài cho Tin Mừng và giáo hội. Dường như chúng ta đã nghe các ngài lặp lại cùng với vị tông đồ niềm hy vọng không làm thất vọng. Quả thật, niềm hy vọng không làm thất vọng Thiên Chúa tín trung, và niềm hy vọng của chúng ta vào ngài thì không vô ích. Chúng ta hãy khấn xin cho các ngài sự chuyện cầu mẫu tử của mẹ Maria Chí Thánh, để các ngài có thể thông phần vào bàn tiệc vĩnh cửu, mà bằng niềm tin và tình yêu các ngài đã nếm trước trong suốt thời gian cuộc lữ hành trần thế của các ngài. Thank you.